các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt quần mặc trong váy mẫu như trên theo yêu cầu của các bạn. Kiểu quần này thì mặc được hai chiều, không có phân biệt thân trước và thân sau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt dễ nhất để cho các bạn chưa học may thì các bạn xem là sẽ tự cắt được ngay. Công thức mình hướng dẫn là chung cho tất cả các dấu đo. Các bạn nhỏ, các bạn trung bình, các bạn mập, các bạn cứ áp dụng vào công thức cắt được. Các bạn có yêu cầu ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Vải để cắt mẫu như trên thì các bạn cần chuẩn bị vải bằng dài quần của các bạn cộng với 10 phân may. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành mẫu như trên. Trên màn hình là mẫu dấu đo của chúng ta cắt hôm nay, các bạn xem để dễ hình dung. Mẫu quần này thì chúng ta chỉ cắt một lần là xong quần. Các bạn gấp hai lần vải như này, gấp tiếp một lần như này nữa. Mẫu này thì cắt rất là nhanh và dễ. Các bạn trải vải đều bằng phẳng kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Mẫu này thì chúng ta sẽ cắt cạp liền để khi mặc thì nó đỡ hằn cái biệt ra ngoài. Từ đường kẻ vấn các bạn xuống 3,5 phân. Cái phần này để gấp vào may cạp, tức là lưng quần. Các bạn kẻ dài quần mẫu là dài 29 thì chúng ta kẻ chiều dài 29. Mặc bên trong thì sẽ không gấp gấu, bởi vì khi mặc váy bó thì sẽ bị hằn ra ngoài. Các bạn may cái vải viền xen vào phần gấu, hoặc là các bạn bắt sổ để như vậy, không cần phải gấp gấu. Các bạn kẻ hạ đáy quần tính từ đường kẻ vấn bên trong thì sẽ bằng công thức vòng mông chia 4. Mông mẫu là 86 chia 4 thì kẻ hạ đáy quần 21,5. Các bạn kẻ ngang mông thì sẽ bằng công thức vòng mông chia 4 cộng với 4. Cộng với 4 là có 1 phân đường may, tức là cộng với 3 phân cử động và 1 phân đường may là áp dụng cho vải co giãn nhiều như là vải mẫu và cũng may bó như là mẫu. Còn trường hợp các bạn may rộng hơn mẫu thì các bạn sẽ cộng với 5, hoặc là các bạn may vải không co giãn thì các bạn phải cộng với 7. Mông mẫu là 86 chia 4 cộng 4 thì kẻ ngang mông 25,5. Từ đầu điểm ngang mông các bạn vào 4 phân. Các bạn giống từ điểm vào 4 phân ra đầu vải, giống lên phần cạp giảm đi 1 phân rưỡi. Các bạn kẻ nối xuống điểm vào 4 phân. Điểm này các bạn chia ra làm 3 đánh dấu 1/3 lại để vẽ đáy quần. Các bạn vẽ đáy quần vào giữa điểm này. Các bạn kẻ ống thì sẽ bằng ngang mông trừ đi 3, hoặc các bạn thích mặc ống rộng thì sẽ trừ 1. Ngang mông mẫu của chúng ta là 25,5, xuống ngang ống trừ đi 3 thì sẽ còn là 22,5. Các bạn vẽ bằng tay từ điểm ngang mông xuống điểm ống như này. Các bạn lưu ý, nếu như trường hợp các bạn cắt vải không co giãn thì ở điểm hạ đáy quần các bạn phải cộng với 3. Như mẫu là vải co giãn rất là nhiều, vì vậy chúng ta không cộng. Như vậy là chúng ta vẽ xong quần. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt ra theo công thức là chúng ta đã có 1 phân may rồi, các bạn cắt theo đường vấn. Cắt xong thì chúng ta sẽ đi may ghép. Phần ống thì chúng ta không gấp gấu mà chúng ta sẽ may cái vải xen vào, hoặc là các bạn bắt sổ để như vậy cũng được. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu may ghép. Các bạn may vải xen vào phần gấu quần. Sau đó thì các bạn sẽ gấp cái phần ống vào. Các bạn may một đường ở dưới ống như này. Hai ống các bạn may như vậy. May hai ống xong thì các bạn sẽ may ghép cái phần đáy quần vào là xong. Các bạn lưu ý, khi chúng ta may vải co giãn nhiều như thế này thì các bạn phải kéo cái phần vải, để thứ nhất là chúng ta mặc không bị đứt chỉ. Thứ hai nữa là chúng ta cắt vải co giãn, cắt theo công thức co giãn thì các bạn phải kéo ra để khi chúng ta mặc nó mới có độ giãn ra thì mặc mới vừa. Bạn sẽ may cái phần ren vào phần gấu quần này. May xong rồi các bạn sẽ may chặn cái phần ren xuống để cho nó ép phẳng, nó không bị phồng. May chặn thì các bạn cũng phải kéo để cho cái phần vải nó được giãn đều. Xong thì các bạn sẽ ghép cái phần ống vào như vậy, các bạn may hai ống như vậy và may đáy quần, may gấp phần cạp xuống luồn thun là xong. Kiểu mẫu này thì cắt nhanh, may cũng rất là nhanh và dễ.
Đặc biệt may ở cái đường đáy quần thì các bạn phải kéo ra nhiều để cho nó có độ co giãn nhiều, thì khi chúng ta mặc nó mới vừa và không bị thấp chỉ. Đáy quần thì chúng ta phải may hai lần, hoặc các đường khác thì các bạn may hết hai lần cũng được, bởi vì cái vải co giãn nhiều như vậy thì nó rất là hay bị thấp đường chỉ. May xong thì chúng ta sẽ may kè ở cái đường may sang hai bên. Cái phần này để chút nữa chúng ta sẽ cắt ra để chúng ta luồn thun cho nó dễ. Tiếp đến thì các bạn sẽ gấp cái phần cạp xuống may luồn thun là xong. Như vậy là chúng ta đã may xong mẫu của ngày hôm nay, và video hôm nay của mình đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.